Xin chào các bạn. Tôi vừa có chuyến đi thăm New York. Xin gửi đến các bạn một số hình ảnh mới nhất về thành phố này. New York mưa suốt ngày hôm qua. Sáng nay thì đã tạnh rồi. Vì vậy, tôi sẽ mời các bạn tham quan 3 điểm quan trọng của New York. Thứ nhất là Ground Zero, và thứ hai là cầu Brooklyn, và thứ ba là chúng ta sẽ lướt sóng trên vịnh New York. Đây là Ground Zero các bạn ạ. Ground Zero còn được biết dưới tên gọi là khu tưởng niệm ngày 11 tháng 9. Cách đây 22 năm về trước, ngày 11 tháng 9 năm 2001, một chuỗi khủng bố kinh hoàng đã diễn ra. Tòa nhà trung tâm thương mại thế giới WTC tan thành cho bụi khi bị liên tiếp hai chiếc máy bay Boeing đâm vào một cách có chủ ý. Hơn 3.000 nạn nhân vô tội thiệt mạng. Nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng khi thiệt hại kinh tế lên tới 3.000 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Ground Zero không chỉ là khu vực kỷ niệm những người đã mất trong vụ khủng bố đau thương năm xưa, mà còn là điểm du lịch quan trọng thu hút du khách thập phương đến để hiểu rõ hơn về sự kiện lịch sử bi thương này và những bài học để lại. Toàn bộ khu vực tưởng niệm Ground Zero nằm ở vị trí trung tâm Manhattan, trong khu tài chính Mỹ Financial District, liền kề với phố Wall, thành phố New York. Ở giữa New York xô bồ và náo nhiệt, Ground Zero vẫn luôn giữ được một không khí yên bình, gắn với cảm xúc tiếc thương của tất cả những vị khách ghé thăm nơi này. Trên nền móng của hai tòa tháp sụp đổ, chính phủ Mỹ đã cho xây dựng hai hồ nước nhân tạo rộng gần 4.000 m2. Với thiết kế đặc biệt, hồ nước đổ xuống thành thác ngầm bên dưới sâu 9 mét. Thác nước không rầm rộ, không có ánh đèn rực rỡ, mà chỉ lặng lẽ đổ từ hồ xuống hố sâu. Đây cũng là hai thác nước nhân tạo lớn nhất nước Mỹ tính đến nay. Dòng nước cuồn cuộn xuống đáy sâu, tượng trưng cho sự trống trải trong tâm hồn của những người ở lại khi mất đi người thân. Xung quanh bờ hồ, tên của gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 được khắc lên như nhắc nhở những người ở lại hãy luôn nhớ tới họ. Nếu có dịp du lịch Ground Zero, đừng quên cài vào những rãnh khắc tên nạn nhân, những bông hoa thương nhớ. Cứ vào dịp 11 tháng 9 hàng năm, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về đây để tưởng nhớ những người thân, người bạn, đồng nghiệp và cả những người dù không quen biết. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống tàu điện ngầm để tìm đường sang khu Brooklyn. Đi trên đường phố Brooklyn, tôi lại chợt nhớ tới bài Hãy cho tôi tới Brooklyn của nhạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên là giám đốc bệnh viện 175 quân đội đấy. Bài hát này viết về việc đấu tranh đòi quyền lợi cho những nạn nhân chất độc màu da cam, và do ca sĩ nhạc sĩ Thế Hiển trình bày. Bài này rất xúc động các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng tôi đang đi trên đường phố Brooklyn rồi, một khu phố rất là gọn ghẽ, sạch sẽ và rất là thơ mộng. Và đây cầu Brooklyn đây rồi. Cầu Brooklyn được bắt đầu xây dựng vào năm 1869, đến năm 1883 thì hoàn thành. Vào thời điểm đó, Brooklyn là cây cầu treo dài nhất thế giới và cũng là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất ở Mỹ. Cầu Brooklyn bắc qua sông East, nối hai quận Manhattan và Brooklyn, trở thành biểu tượng của thành phố New York đến ngày nay. Cầu Brooklyn là tác phẩm của kiến trúc sư John Augustus Roebling, nhưng sau khi bị chấn thương và biến chứng trong quá trình hồi phục, ông đã qua đời trước khi kịp thấy đứa con tinh thần của mình. Sau đó, con trai của ông là Washington Roebling đã tiếp quản dự án, nhưng không lâu thì ông bị ốm vì căn bệnh giảm áp mắc phải trong quá trình thi công. Cuối cùng, vợ ông, bà Emily Warren Roebling, đã đảm nhận trách nhiệm hoàn thành công trình. Vào ngày khánh thành ngày 24 tháng 5 năm 1883, Emily Roebling là người đầu tiên đi bộ qua cầu Brooklyn cùng với hơn 150.000 người, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Chester Erland Arthur và thị trưởng New York Franklin Edson. Trong một thành phố đầy những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng như thành phố New York, cầu Brooklyn có lẽ là một trong những địa điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất. Và ngay cả khi bạn chưa có dịp đặt chân đến thành phố New York, có lẽ bạn đã biết ít nhiều về nó rồi. Cầu Brooklyn đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông của New York vì nó kết nối Manhattan với Brooklyn,
cho phép hàng nghìn người lưu thông giữa hai bờ vịnh bằng tàu điện ngầm, đi bộ, xe đạp hoặc ô tô. Cầu Brooklyn là cây cầu treo bắc qua sông East, kết nối lâu ở Manhattan và Brooklyn Heights ở New York. Công trình này được xem như một thành tựu xuất sắc của kỹ thuật ở thế kỷ 19, khi lần đầu tiên sử dụng thép làm dây cáp và các tháp đá granite tạo thành lối đi an toàn và đẹp mắt. Cầu Brooklyn hỗ trợ 6 làn xe chạy, không có xe tải và một lối đi chung dành cho người đi bộ và xe đạp. Kể từ khi hoạt động vào năm 1883, cây cầu đã trở thành niềm tự hào của New York và cả nước Mỹ, một thành tựu kiến trúc xuất sắc, vẫn được cả thế giới ngưỡng mộ sau hơn 140 năm. Theo đó, cầu Brooklyn đã được công nhận là danh thắng lịch sử quốc gia. Bạn có thể đi bộ qua cầu Brooklyn từ phía Manhattan hoặc từ phía Brooklyn. Cả hai cách đều tuyệt vời, nhưng bạn sẽ được ngắm khung cảnh đường chân trời mãn nhãn nếu chọn đi bộ từ Brooklyn đến Manhattan. Cách nhanh nhất để đến cầu Brooklyn là bằng tàu điện ngầm. Từ phía Manhattan, bạn băng qua Central Street gần ga tàu điện ngầm Brooklyn Bridge, City Hall để bắt các tuyến số 4, 5 và 6, đi đến lối đi bộ Brooklyn Heights Promenade, dẫn vào cầu Brooklyn và công viên cầu Brooklyn gần đó. Sau khi tham quan cầu Brooklyn và dùng bữa trưa, bây giờ chúng tôi sẽ đến mua vé để đi một vòng quanh vịnh New York các bạn ạ. Để có cái nhìn toàn cảnh của thành phố sôi động nhất nước Mỹ, chúng tôi chọn tour Best of NYC Cruise với giá vé 41 đô la Mỹ, khoảng 940.000 Việt Nam đồng cho 2 tiếng rưỡi lênh đênh trên dòng sông Hudson, lớn nhất của bang New York. Đây là một trong những dòng sông nhiều người biết đến nhất toàn cầu. Tàu khởi hành từ bến đỗ, có khả năng chở khoảng 200 khách. Mọi người đều thích ngồi ở khoang trên để được ngắm quang cảnh New York tốt nhất. Du thuyền lướt trên sông Hudson, qua những tòa nhà chọc trời của khu trung tâm Manhattan, tượng nữ thần tự do trên đảo Liberty hay khu trung tâm chứng khoán Wall Street. Tại sao chuyến tham quan Mỹ phải ngắm và chụp cho bằng được tượng nữ thần tự do? Đó là vì có những câu chuyện lôi cuốn liên quan bức tượng do kiến trúc sư người Pháp xây cất. Tượng cao 46 mét, nếu tính luôn phần bệ có tổng chiều cao 93 mét, được coi là biểu tượng của thành phố. Ngọn đuốc tượng trưng cho ánh sáng dẫn đường đến tự do, biểu tượng của nền dân chủ Mỹ. Ngọn lửa được mạ vàng 24K, lung linh dưới nắng ban mai. Thuyền lướt qua ba cây cầu, cổ điển xen lẫn văn minh của New York là Brooklyn,
Manhattan và George Washington. Trong đó có di sản lịch sử quốc gia là cầu treo Brooklyn. Như vậy là chúng ta đã tham quan xong 3 điểm du lịch quan trọng của thành phố New York, đó là Ground Zero, cầu Brooklyn và lướt trên vịnh New York. Tạm biệt các bạn, xin gặp lại, bye bye!